Đây, em mới về được của em đồng hồ Honda nha cả nhà. Từ Nhật về luôn. Nó hợp thiết nha. Quá uy tín luôn, Honda nè. Đó, sổ sách luôn nè. Đây em nó đây cả nhà. Đây còn nguyên siêu luôn, mới chưa qua sử dụng nha. Kệ nó đi. Niềng xoay nha, một ô lịch gốc 3 giờ. Mặt hai lồng, hai khóa luôn. Model 46005. Nguyên siêu, hàng new chưa qua sử dụng nha cả nhà. Size của nó là 51 nha. Còn càng nè. Càng cỡ 49.5, quá ok luôn, tay 16 đeo được luôn cả nhà. Nè, tay 17 nè. Đeo lên có cái chữ Honda chợ bá cháy bộ chét luôn. Niềng xoay nha. Dây nè, thép đúc. Có đề mi, hai khóa, có khóa bấm. Cũng rất là ok nha. Đó, nguyên hộp, sổ sách đồ đầy đủ.